Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Lãnh đạo chỉ quan tâm đến đấu đá, bỏ qua những vấn đề quan trọng của đất nước. Ngày 12 tháng 8, BBC Tiếng Việt bình luận Việt Nam cạnh tranh nội bộ khiến lãnh đạo lơ là trước các thách thức của đất nước. Theo đó, Tổng trọng qua đời để lại khoảng trống quyền lực. Hiện Tô Tổng kiêm nhiệm hai vị trí, nhưng đây được cho là phương án tạm thời. Giới quan sát dự kiến, từ đây tới đại hội đảng 14, cuộc đua vào vị trí tổng bí thư sẽ ngày càng khốc liệt. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC dẫn nhận xét của giáo sư Jotana London, người Mỹ cho rằng Việt Nam từng có ông Trọng kiêm nhiệm tổng bí thư và chủ tịch nước. Nhưng sắp tới, Việt Nam sẽ có đại hội đảng thì sẽ quay lại thể chế cũ, tức tứ trụ riêng biệt. BBC trích dẫn một hãng tin quốc tế cho biết Việt Nam đang trong thời điểm quan trọng khi hưởng lợi từ chính sách của các doanh nghiệp về đa dạng hóa nguồn cung tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Những biến động chính trị đã phần nào gây lo ngại cho giới đầu tư, nhất là khi các quan chức cấp cao có cả thành viên bộ chính trị và tứ trụ mất chức mà không có lý do cụ thể được nêu. BBC chỉ ra, từ đầu năm 2024 tới nay, Việt Nam đã chứng kiến những chuyển biến nhân sự chưa từng có với một loạt ủy viên bộ chính trị xin thôi chức, như trưởng ban kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, thường trực ban bí thư trương thị mai và bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng và đây là hình tân tổng bí thư tô lâm ngày 19 tháng 7, với sự ra đi của tổng trọng bộ chính trị mất thêm một ủy viên nữa như vậy ba vị trí trong tứ trụ đã thay đổi so với đầu khóa những sự kiện kể trên được cho là cơn địa chấn chính trị chưa từng có ở việt nam bbc dẫn lời giáo sư cho thanh london từ mỹ cho biết ông không hạ thấp tầm quan trọng của vấn đề nhân sự nhưng điều ông quan tâm hơn là giới lãnh đạo hiện tại làm thế nào để giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong thời gian tới, Việt Nam phải đối phó với những sự thay đổi to lớn, trong đó có việc chuyển sang năng lượng xanh, chuyển từ một xã hội nông nghiệp sang công nghiệp công nghệ cao, công nghệ bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp trong hệ thống giáo dục, giáo sư Lương Đồng nói. Theo ông Lương Đồng, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện chính sách ngoại giao cây tre để có mối quan hệ tốt với tất cả các nước Điều này giúp Việt Nam giữ được độc lập, chống lại những yêu sách phi lý và bất hợp pháp của Trung Quốc, trong khi vẫn giữ gìn được mối quan hệ tốt với họ. BBC cho biết, trong lịch sử Việt Nam, chưa từng có tổng bí thư nào xuất thân từ công an như ông Tô Lâm, trong khi tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã từng phục vụ cho quân đội. Bộ Chính trị khóa 13 hiện cũng có tới 5 nhân sự xuất thân từ công an, gồm các ông Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc, và Nguyễn Văn Nền. Điều này dấy lên nỗi lo về một nền chính trị công an trị. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. BBC dẫn nhận định của nhà nghiên cứu David Hutt từ Viện Trung Âu về nghiên cứu châu Á cho rằng ông Tô Lâm thiếu kinh nghiệm về đối ngoại là điều không bàn cãi, nhưng chủ yếu là vì ông ấy chưa có cơ hội cọ sát. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng rất thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại khi mới nhậm chức vào năm 2012. Vì vậy, ông Tô Lâm có thể học hỏi qua thực tiễn công việc như hầu hết các đời tổng bí thư đều làm. Tuy nhiên, trong thời gian làm tổng bí thư suốt 3 nhiệm kỳ, trái với điều lệ đảng, ông Trọng đã can thiệp sâu vào chính sách đối ngoại lẫn công việc của chính phủ, điều mà các đời tổng bí thư trước ít nhúng tay vào. Ông David hết đánh giá, ông Tô Lâm cũng có thể sẽ dấn thân nhiều hơn vào ngoại giao. Đây sẽ là một vấn đề đối với ông Tô Lâm quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin lãnh đạo chỉ quan tâm đến đấu đá bỏ qua những vấn đề quan trọng của đất nước xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ Xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ Xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin người Mỹ gốc Việt. Ngày 9 tháng 8, BBC tiếng Việt bình luận, người Mỹ gốc Việt có muốn về sống ở Việt Nam, thích cộng hòa hay dân chủ. BBC dẫn báo cáo của trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ cho biết, khoảng 42% người Mỹ gốc Việt cho biết họ đang trên đường đi đến giấc mơ Mỹ và 27% khẳng định họ đã đạt được giấc mơ này. Số liệu lấy từ cuộc khảo sát mà Pew thực hiện trong năm 2022 và năm 2023 được công bố ngày 6 tháng 8 vừa qua và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn số liệu mới nhất từ cục thống kê dân số Mỹ, theo đó hiện có khoảng 2,3 triệu người Việt sinh sống ở Mỹ, chiếm khoảng 9,3% số dân Mỹ gốc Á, trong đó 60% là dân nhập cư và 40% được sinh ra tại Mỹ. Năm 2022, mức thu nhập trung bình của các hộ gia đình người Mỹ gốc Việt là 81.000 đô la cho một năm, con số này thấp hơn mức trung bình của người Mỹ gốc Á khoảng 100.000 đô la một năm nhưng cao hơn mức trung vị của cả nước Mỹ, khoảng 74.500 đô la cho một năm. BBC dẫn viện chính sách di cư ở Washington DC cho biết, sự di cư quy mô lớn từ Việt Nam sang Mỹ bắt đầu vào cuối chiến tranh Việt Nam, khi sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975 dẫn đến việc Mỹ sơ tán khoảng 125.000 người tị nạn Việt Nam. Tiếp đó là khủng hoảng nhân đạo và di dân từ năm 1980 đến năm 2000, khiến số người Việt Nam nhập cư vào Mỹ gia tăng sau đó giảm dần từ năm 2010. Trong quá khứ, hầu hết người Việt nhập cảnh với tư cách tị nạn, còn ngày nay chủ yếu thông qua việc đoàn tụ gia đình. Và đây là hình người Việt di tản năm 1975. BBC dẫn tiếp cục nhập tịch và di trú Mỹ, theo đó Việt Nam xếp thứ 6 trong số những nước có người nhập tịch Mỹ nhiều nhất, năm tài khóa 2023 với 32.800 người. Theo báo cáo của Viện Chính sách Di cư, so với các nhóm nhập cư khác, Người Mỹ gốc Việt có trình độ tiếng Anh hạn chế hơn, trình độ học vấn thấp hơn và làm việc trong ngành dịch vụ nhiều hơn. Tuy nhiên, họ cũng thường có thu nhập cao hơn, ít chịu cảnh nghèo đói hơn và có ít thiếu thốn bảo hiểm hơn. BBC tiếp tục dẫn khảo sát của Pew cho thấy, 84% người Mỹ gốc Việt có cái nhìn tích cực về nước Mỹ và 59% có cái nhìn thiện cảm về Việt Nam. Khảo sát cũng cho thấy, phụ nữ Mỹ gốc Việt có cái nhìn tích cực về quê hương hơn nam giới. Có 72% người gốc Việt dưới 50 tuổi và 70% người Việt sinh ra tại Mỹ có cái nhìn tích cực về quê hương. BBC dẫn lại ông Trịnh Hội, cựu giám đốc tổ chức Voi, chuyên thúc đẩy xã hội dân sự Việt Nam cho rằng, so với vài chục năm trước, quyền kinh tế của người Việt Nam đã tốt hơn rất nhiều. Quyền tự do đi lại cũng vậy, quyền phát biểu và dân sự khá hơn nhiều, tuy nhiên quyền chính trị vẫn xấu. Và đây là hình 51% người Việt ủng hộ phe Cộng hòa. Báo cáo của Pell còn cho biết chỉ khoảng 20% người Mỹ gốc Việt nói muốn về Việt Nam sinh sống với những lý do như sinh hoạt phí thấp hơn, gần gũi với bạn bè và gia đình hơn. Một số ít nói rằng họ cảm thấy quen thuộc với văn hóa ở Việt Nam hơn, ở Việt Nam an toàn hơn và nhiều sự hỗ trợ hơn cho người già. Theo BBC, số người Việt vượt biên trái phép vào Mỹ qua đường biên giới Mexico cũng tăng vọt trong những năm gần đây. BBC dẫn thống kê từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho năm tài khoá 2023, ghi nhận gần 3.300 người Việt vượt biên giới phía Nam của Mỹ. Trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, <c lui> số liệu <laughs> <SZ> <hMm -hmm> từ Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho thấy số người Việt vượt biên giới Mỹ-Mexico trái phép luôn dưới 300 người. Có 102 nước trong danh sách vượt biên Mexico-Mỹ trái phép của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Việt Nam xếp thứ 26 về số lượng. Đồng thời, báo cáo của Pell chỉ ra 51% người Mỹ gốc Việt thuộc phe Cộng hòa hoặc nghiêng về phe này, tỷ lệ cao nhất trong các nhóm người Mỹ gốc Á. Tính trên toàn bộ người Mỹ gốc Á, theo cho biết, chỉ khoảng 34% ủng hộ Đảng Cộng hòa. Cục thống kê dân số Mỹ cho biết trong năm 2022, có 1,4 triệu người Mỹ gốc Việt đủ điều kiện để bỏ phiếu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin người Mỹ gốc Việt xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.